Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nha các bạn. Thì mới đầu vào game á, thì mình claim cái vật phẩm của tuần trước các bạn. Thì tuần trước nếu mà bạn nào lọt top 10.000 người chơi á, thì các bạn sẽ nhận được cái vật phẩm của tuần trước là cái mũ bằng giấy nha các bạn. Thì vật phẩm tiếp theo của tuần này á, là một cái mũ và có một con pet ở trên đầu các bạn. Nói chung cái mũ này nhìn khá là đẹp luôn các bạn. Thì vẫn là như cũ thôi các bạn. Top 10.000 người chơi có số brand cao nhất thì các bạn sẽ nhận được cái vật phẩm nhá. Thì không biết vì sao mà tuần này của mình cái số brand của mình nó bị reset rồi các bạn. Thì mọi lần trước á, thì cái số brand của mình á, là 4.000 máy luôn các bạn. Thì mình lọt vào top 200 máy cơ. Nhưng mà không hiểu vì sao tuần này số brand của mình nó bị reset về không rồi. Khi mình chơi á, thì nó xếp hạng cho mình là 2.000 máy các bạn. Thì hiện tại top của mình đang là 2.000 máy, thì mình vẫn trong top 10.000 người chơi. Thì mình nếu mà qua tuần khi mà cái tựa game này nó update tuần mới á, mà mình vẫn ở trong top 10.000 thì mình vẫn sẽ được nhận cái vật phẩm này nha các bạn. Thì như các bạn thấy đấy, thì mình mới chơi có một game thôi thì mình đã vào được top 10.000 người chơi rồi. Nên là nếu mà bạn nào muốn lấy những cái vật phẩm này á, thì các bạn có thể vào và chơi để kiếm cái số brand nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần chơi một hai game xếp hình này các bạn là các bạn có thể lọt vào top rồi. Như mình chơi một game được 120 brand á, thì mình đã lọt vào top 2.000 rồi các bạn. Nên là nếu mà bạn nào thật sự muốn lấy nhiều cái vật phẩm nữa trong tựa game này thì các bạn vào các bạn cày nhé. Tại vì ngoài mỗi tuần á, cái tựa game này nó đều cập nhật các bạn, thì chắc chắn mỗi tuần các bạn đều sẽ có được một vật phẩm limited nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.